Con hỏi đi con. 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là người ta nói là giải phóng miền Nam và quốc tế lao động. Bây giờ sư phụ cũng đổi lại cái ngày đó nên gọi là gì sư phụ? Gọi là ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chỉ lịch sử thôi, một cái ngày kỷ niệm thôi. Không có nói gì hết, nó đụng chạm. Gọi ngày kỷ niệm một cái khúc quanh của nước Việt Nam biến chuyển. Mình gọi ngày kỷ niệm thôi. Nó không gì, không giống ngày Easter, ngày Luther King ở Mỹ. Một cái ngày kỷ niệm thôi mà. Để cho ta nhớ. Sau này sử sách sẽ để đầy ở trong mấy cái thư viện đó. Chứ không có nên là ngày đen hay ngày đỏ. Ngày quốc hận hay ngày ăn mừng giải phóng miền Nam. Cái đó là danh từ sai hết. Ở Mỹ cũng không có nên gọi là quốc hận. Ở trong nước cũng không có nên gọi là ngày giải phóng thống nhất dân tộc vậy. Không có gì gọi là thống nhất. Thống nhất mà lòng người không thống nhất thì như thế nào? Bây giờ 100 triệu người có thống nhất không? Bây giờ 98% dân số Việt Nam là muốn lật đổ cái chế độ này, con có biết không? Cái đó gọi là thống nhất hả? Thí dụ một quốc gia như Mỹ nó chỉ có 1%, chừng 20% thôi là mình đã thấy khủng khiếp. Mà giờ cả dân tộc muốn lật đổ Đảng Cộng sản của Việt Nam á. Mấy con ở ngoài đó người ta không biết, nhưng mà thuộc là người trên cao, mấy vị biết đó. Hầu hết luôn á. Nên những lời cái thụ nói là đảng viên á, là người coi trước. Bộ chính trị là coi trước. Mấy ông mừng lắm, trời ơi, Kiệt nói giùm tôi. Kiệt đòi thiêu xác của Hồ Chí Minh, xác của Trung Cộng. Tại Trung Cộng nó gài Hồ Chí Minh giả đó, cái đó xác giả. Chứ con đừng tưởng là người ta mê cái chế độ đó. Còn sư phụ nói á, không phải sư phụ nói mà về trên nói, cờ vàng á, bay sọc đỏ sẽ bay phấp phới từ Bắc tới Nam trong một thời gian rất là ngắn. Ở Việt Nam ai muốn làm tỷ phú á, cứ mua dễ dàng trước để khắp trong nhà. Còn đừng có mai bay sọc đỏ vô thì không bị bắt, chỉ thẳng luôn. Cả công an cũng nên cần làm á. Rồi á là để giờ chót á thì mai bay sọc đỏ giờ đem ra bán. Tại cái ngày đó người ta mừng lắm. Để mà rước sáu chị Diêm Hiền về, không có lá cờ sáu chị Diêm Hiền không bao giờ dám về. Thì có phải tỷ phú không? Bán một cái vàng mua luôn, tôi treo lên cho tôi đã, bữa nay từ bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Thì muốn làm giàu thì mà dự trữ dễ dàng lên, sẽ có ngày đó. Chưa ai dám nói kiểu này, có một mình vô nói nó sẽ sẽ xảy ra rất là sớm.